set nguyên một bộ nha, bao gồm là áo sơ mi tay lỡ với lại cái đầm yếm chiếc thun ha. Đầm yếm là có hai túi nè. Chiếc vải là áo sơ mi là chiếc chiếc vải tôn nha. Mặt mát ha. Áo sơ mi kẻ sọc. Phối cùng với cái đầm yếm vải da cá là co giãn tốt luôn. Cái này yếm chị đổi. Cái này mình thích mặc nguyên một bộ vậy cũng được. Mình thích mình mặc rời cái đầm yếm này với cái áo thun gì bất kỳ cũng được ha. Có hai cái túi đó, hai túi sâu để điện thoại, để tiền đồ thoải mái của team. Chất vải da cá nha, co giãn cũng là tốt ha. Co giãn tốt luôn. Mẫu này thì shop về dằn dực lắm thì mới về được, không được tới 10 bộ. Tại vì nó hết hàng rồi. Áo sơ mi kẻ sọc nha, đơn giản. Áo sơ mi kẻ sọc này mình mặc với lại quần short đi chơi hoặc là quần dài đi làm đi học cũng được ha. Phải tôn mặt mát. Nguyên một bộ giá chỉ có 350 thôi, mua một được hai. Quả lời luôn, 350.